Vấn đề khai thị sắp tâm thử tâm thiết thì suốt ngày khai thị nhiều lắm rồi đúng không quý vị? Trong các bài đó, chúng ta thỉnh thoảng mấy bài thì trang khai thị một lần đó, thì trang đôi khi thì trang sợ là uống thuốc nhiều quá là lờn thuốc đó, không có tác dụng, nên là cũng thỉnh thoảng là thôi có những bài như cũng lơ qua không có khai thị sanh tử tâm thiết. Thật ra thì chúng ta đến tu đến thời điểm này rồi, quý vị nghe những gì hiện Trang chia sẻ thì chắc là quý vị cũng đủ để hiểu được sanh tử tâm thiết rồi, chẳng qua lâu lâu quên chút thôi đúng không, chứ còn không giác lại là nhớ ngay. Mà ai đã biết đời bây giờ là bây giờ có muốn tri cầu thế gian, ai cũng muốn tri cầu cũng tri cầu không được rồi, chứ còn tri cầu được chắc cũng chưa chắc đến tu đúng không. Bây giờ là chúng ta sống lên là bây giờ ở đây ai cũng cũng lớn tuổi rồi, cũng lên hàng không thể gọi là biết là đời không còn mong trông mong gì ở đời được, tức là mình không thể lên tục đỉnh nhân gian, không thể giàu có rồi vân vân, không có thể thành công được như bao nhiêu người được nữa, cho nên là mình không còn có muốn gì ở đời nữa rồi đó. Thì đó là một cái điều mà dễ cho mình, còn những bạn nhỏ nhỏ trẻ thì mới sợ đó, là còn rất nhiều là gì nghĩ đời là hoa hồng cho nên là còn muốn tìm, chứ còn mình thì mình thấy là đời không phải hoa hồng rồi cho nên là không còn tìm nữa. Lại còn sanh tử tâm thí thì quý vị cũng biết rồi, nghe bao nhiêu câu chuyện rồi, luân hồi sợ khổ vân vân, mình biết rồi, chắc chắn ai cũng cũng nghĩ rằng khi chết rồi mình đi về đâu. Bây giờ cứ quý vị cứ lấy một câu là nếu như mình chết rồi mình đi về đâu, ngày nào mình chưa nắm được vé về tới phường lạc thì mình còn lo, cho nên là mình phải cố gắng cái vậy mà tiến thôi, chứ không thì nhiều khi mình chết rồi mình đi về đâu, mình cái chết rồi mình đỡ mình là đi đọa lạc thì rất là đáng thương đúng không. Chẳng ai muốn mình cái đọa vào làm súc sanh cả, ai muốn chẳng ai muốn mình đọa vào ngạ quỷ cả, chẳng ai muốn đọa bị đọa vào địa ngục cả, cho nên là thì đó là mình cứ nghĩ vậy là mình tự nhiên tinh tấn à đó. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình không có cơ hội gặp được Phật pháp, đời này mình có cơ hội mình cầm được có cơ hội gọi là cầm vàng rồi, cầm kim cương rồi, cầm của báo trong tay rồi, mình ráng giữ đi cho nó hết đoạn đường cuộc đời ngắn ngủi này mà mình sống thành tựu. Nếu như mình bỏ lỡ thì lại đi một cái vòng xa xa nữa, rồi không biết bao giờ mới trở lại con đường này. Rồi cái nghĩ là như trong kinh Maya Phu Nhân đó nói đó, khi thầy cha hồi trước cũng đã đọc đúng không, bao lâu chắc cũng nhắc nhắc lại chút thôi đó, khi mà bà chứng được quả tại cung trời đã lợi đó, tại trời đã lợi đó, thì bà mới nhìn lại là bà làm một bài kệ rất là dài, bài kệ dài lắm đó, nhưng mà nói là có lúc đó, thì thấy kiếp trước đó, là lúc thì làm thân vua ngạo nghễ trên ngai vàng, lúc thì bỏ xác ở ngoài đồng hoang, lúc thì làm bị tôi tớ bị người ta đánh đập, có lúc thì vợ vợ ghẻ, tức là vợ cũng vợ lẽ của người ta đó, đó có lúc thì lên cao sang quyền quý, có lúc thì làm đói khổ trong địa ngục, có lúc thì phải trải qua những cái làm con súc sanh để cho người ta ăn thịt. Cái nhìn như vậy bà nhìn vô lượng kiếp mà thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì hết, cho nên nếu mà mình nhìn được như vậy đó thì quý vị sẽ tự nhiên thấy là sanh tử thâm thiết. Mình cứ nghĩ đi, bây giờ quý vị nhớ lại đời quá khứ, cứ nhớ lại mấy đời thôi, quý vị từng đã làm súc sanh, quý vị ở trong loài chó, quý vị làm ở trong loài rắn vân vân, quý vị thấy mấy con nó đáng thương thế nào, thì hàng ngày quý vị nhìn thấy những súc sanh đó, quý vị nhớ đến mình hồi xưa mình cũng đã từng ở trong đó, ngày nay như duyên lành tới là mình được thân người đúng không, mình được nghe chánh pháp, mình được có cơ hội về Tây Phương Lạc, thì đó là cơ hội tuyệt vời mình nắm rồi, thì tự nhiên quý vị tinh tấn à. Còn nếu như mình quên những cái điều đó mình sẽ không tinh tấn được. Thì Trang vậy đó, cái mỗi lần thấy chúng sanh, thấy con muỗi, thấy con gì là mình nghĩ đến mình. À, mình cũng nếu mà mình không tu tốt mình lại trở lại giống như nó, mình rồi đến là không biết bao giờ, cho nên vậy từ đó mình sẽ phát tâm, mình phát khởi đó.
Bài pháp vô thường dễ nhất, sanh tử tâm thiết dễ khai thị nhất là chúng sanh. À, cứ mình thấy chúng sanh là súc sanh đó, là mình cứ nhớ đến mình. Đó, cho nên là nhớ tới câu chuyện của đại sư Viên Trì á, trong Trúc Sông Tỳ Bút á, thấy con nhện nó nhả tơ đó, và thấy con tằm nó nhả tơ, thì cùng hai con nhả tơ, nhưng mà con nhện nhả tơ thì nó được sống, còn con tằm nhả tơ thì để chết. Đó, cũng vậy, mình được thân người là nhả tơ đấy, hàng ngày tạo nghiệp đó, là tạo nghiệp nào, tạo nghiệp để cuối cùng mình đọa lạc hay là tạo nghiệp để mình được giải thoát? Thì quý vị cứ nghĩ như thế thì quý vị tự nhiên mình sẽ tinh tấn Như thôi. Những lời của chư tổ, lời của kinh, lời của Phật rất nhiều, chúng ta cứ nhớ được lời nào thì mình hành lời đó. Thì Giang vậy đó, thỉnh thoảng thì Giang nhớ cái không biết nhưng mà thì nhớ câu chuyện đó nhất. Tại vì thỉnh thoảng nhìn thấy nhện đúng không, quý vị thấy nhện đúng không, thấy nhện nó nhả tơ, cái mình nhớ đến đại sư Viên Trì khai thị trong Trúc Sông Tỳ Bút đó. Thì tự nhiên mình nhớ là mình tạo nghiệp gì, mình đến thế gian này mình tạo gì, tạo tốt, nghiệp thanh tịnh, nghiệp để giảng sanh, hay là mình tạo nghiệp để mình đọa, mình chết tiếp, luân hồi tiếp đó, từ đó mình sẽ cố gắng đó. Cho nên cách những cái bài pháp đó thì Trang đều đã khai thị đúng không ạ? Quý vị cần nhớ lại thôi, chỉ cần nhớ lại những gì mà học rồi là đủ xài, dư xài rồi đúng không ạ? Lâu quên á, nhưng mà cứ nhắc thì nhớ là được. Dạ, A Di Đà Phật.